Sau nhiều tháng nằm lại tại gành đá biển Cù Lao Chàm, Hội An, tỉnh Quảng Nam, từ 13 giờ ngày 20 tháng 4, tàu King Rich, con tàu ma trôi dạt và nằm lại biển Hội An từ cuối năm 2023 đã bắt đầu được tàu hậu cần lai dắt về cảng Hải Phòng. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 20 tháng 4, ông Hoàng Cộng Hòa, trưởng đại diện Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, khu vực tại miền Trung cho biết, tàu được tàu cứu kéo bắt đầu móc neo và lai dắt khỏi vị trí mắc cạn từ 13 giờ chiều ngày 20 tháng 4. Lực lượng biên phòng, khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cùng Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, khu vực tại miền Trung túc trực theo dõi quá trình di chuyển của tàu để đảm bảo an toàn. Sau một lúc tàu đã ra khỏi vùng biển Cù Lao Chàm an toàn. Theo kế hoạch, tàu sẽ được đưa về cảng Hải Phòng sau khoảng 1 tháng để xử lý các bước tiếp theo. Như Tuổi Trẻ Online thông tin, tàu King Rich xuất hiện ở Cù Lao Chàm hơn 4 tháng trước. Lực lượng chức năng đã kiểm tra và ghi nhận con tàu này mang quốc tịch Sierra Leone, số hiệu 9LI2674, trên tàu chở chất lỏng, tổng trọng tải toàn phần gần 14.000 tấn, chiều dài 132 m, chiều rộng 21 m. Thời điểm trôi dạt vào bờ, trên tàu không có thuyền viên. Sau đó, chủ tàu King Rich ủy quyền cho một công ty tại Việt Nam đứng ra nhận trách nhiệm lo toàn bộ thủ tục xử lý môi trường, cứu kéo tàu ra khu vực an toàn.